ra đời vào năm 1967, khởi điểm là một khách sạn duy nhất tại Lille-Lesquin, Pháp. Sau hơn 48 năm không ngừng phát triển, Accor Hotel đã trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ khách sạn hàng đầu thế giới. Sở hữu một mạng lưới rộng khắp thế giới với 17 thương hiệu, gồm hơn 3.792 khách sạn với gần 500.000 phòng tại 94 quốc gia, một đội ngũ hơn 180.000 nhân viên mến khách, tận tụy và chuyên nghiệp. Với hơn 350.000 khách hàng thân thiết tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Accor Hotel là tập đoàn duy nhất có trường đại học về dịch vụ khách sạn, đào tạo một cách bài bản, đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng ngày một cao của khách hàng và không ngừng thiết lập nên những chuẩn mực mới. Sau gần 24 năm gia nhập thị trường Việt Nam, đến nay tập đoàn Accor Hotel đã vận hành và quản lý hoặc sở hữu trên 20 khách sạn với 3.708 phòng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm 2013, tập đoàn Sun Group đã cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn tập đoàn Accor Hotel làm nhà quản lý cho những công trình bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Đà Nẵng như Premier Village Đà Nẵng Resort, Novotel Đà Nẵng Premier Han River và tới đây là các công trình tại Phú Quốc, đảo Ngọc của Việt Nam dưới các thương hiệu Premier Village Phú Quốc Resort at Emerald Bay, The Sea Bell Phú Quốc at Emerald Bay. Novotel Đà Nẵng Premier Han River là một trong rất ít khách sạn mang thương hiệu Novotel đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, tọa lạc bên bờ sông Hàn thơ mộng, trung tâm thành phố Đà Nẵng với 323 phòng khách sạn và 18 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ. Du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát được cảnh quan thiên nhiên và sự nhộn nhịp của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam. Việc vận hành và quản lý của Accor Hotel đã mang lại những kết quả rất ấn tượng. Novotel Đà Nẵng Premier Han River dẫn đầu với tăng trưởng tỷ lệ lấp đầy, doanh thu và lợi nhuận mỗi đơn vị phòng. Tháng 8 năm 2015, doanh thu trên mỗi phòng sử dụng tăng 58,1% so với cùng kỳ, cao hơn 8% tăng trưởng bình quân doanh thu nói chung của hệ thống Accor Hotel tại Việt Nam. Premier Village Đà Nẵng Resort nằm tại vị trí đắc địa nhất trên con đường resort nổi tiếng với bãi biển cát trắng mịn màng trải dài hơn 600 mét. Premier Village Đà Nẵng Resort là quần thể 118 căn biệt thự với hai gam màu trắng và đen chủ đạo, được thiết kế và trang bị nội thất với phong cách hiện đại, tinh tế. Hầu hết các căn biệt thự đều có hướng nhìn ra biển hoặc hướng vườn rộng rãi, phòng khách lớn và bể bơi riêng biệt tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa đẳng cấp. Accor Hotel luôn đảm bảo dịch vụ 5 sao của hệ thống nhà hàng ẩm thực Á, Âu, khu spa, beach club, beach sport club, gym, kid club, mang lại cho du khách một kỳ nghỉ thượng lưu theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ phòng lấp đầy đã lên tới 81%, tăng 24,9% so với năm 2014. Premier Village luôn trong tình trạng kín phòng, nhiều khách hàng đặt trước hàng tháng cũng không còn phòng. Song hành cùng Accor Hotel, hấp lực từ giá trị gia tăng bất động sản tại vị trí đắc địa nhất cùng với giá trị sinh lời bền vững, tập đoàn Sun Group đã đón nhận được sự quan tâm, tin tưởng của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài. French Village Hotel managed by Accor. Accor Hotel sẽ đưa vào khai thác 162 phòng khách sạn giai đoạn đầu trong tổng số 500 phòng của tổ hợp khách sạn có kiến trúc Pháp ngay tại đỉnh núi Bà Nà. Nối tiếp sự hợp tác thành công và bền vững, tập đoàn Accor Hotel tiếp tục cùng Sun Group hợp tác trong các dự án có ý nghĩa lớn lao tại Sapa và Phú Quốc sẽ sớm đi vào hoạt động nay mai. Tại Sapa, bên cạnh tuyến cáp treo Fansipan mang nhiều kỷ lục thế giới, khách sạn M Gallery 5 sao
do Accor Hotel quản lý là một tuyệt tác của kiến trúc sư lừng danh Bill Bentley dành cho Sun Group tại thành phố Trăm Sương, nơi các du khách ưa thích khám phá mạo hiểm, tìm đến thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt, các du khách mong muốn các kỳ nghỉ thượng lưu tại Sapa, vùng đất nhiều tiềm năng đang thức dậy này. Tại Phú Quốc, cùng với tuyến cáp treo dài nhất thế giới và quần thể vui chơi giải trí biển đa dạng trên đảo Hòn Thơm, nơi cảnh quan thiên nhiên có 102 của Phú Quốc. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Sun Group được đầu tư xây dựng tại các vị trí chiến lược với khoảng 20 phút di chuyển từ sân bay quốc tế Phú Quốc trên con đường hai làn xe rộng rãi hiện đại nhất đảo Ngọc. Premier Village Phú Quốc Resort sẽ là các biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế, thừa hưởng địa thế và cảnh quan kỳ vĩ nguyên sơ của mũi ông đội. Đây là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam, du khách có thể ngắm mặt trời mọc và cả mặt trời lặn trên biển. Premier Village Phú Quốc với hơn 100 biệt thự được thiết kế và xây dựng hoàn toàn khác biệt so với các dự án bất động sản khác trước đây Sun Group đã từng đầu tư. Khu nghỉ dưỡng gồm nhiều biệt thự nằm tựa lưng vào núi, tạo cảm giác vững chãi. Biệt thự nằm sát biển hoặc có hướng nhìn ra biển. Đặc biệt, một số biệt thự nằm trên mặt nước trong vắt và bể bơi tràn bờ nhiều cao độ, nằm từ bờ đông sang bờ tây của khu nghỉ dưỡng, thể hiện một phần sự độc đáo mà Premier Village Phú Quốc mang lại cho hòn đảo tuyệt mỹ này. The Seabell Phú Quốc at Emerald Bay. Các tòa nhà căn hộ khách sạn được đặt ở vị trí chéo nhau để khai thác tối đa hướng nhìn ra biển bãi khem mịn màng như lụa, rộng lớn, có tầm nhìn khoáng đạt, tạo cho du khách một cảm giác được tận hưởng trọn vẹn những gì tinh túy, nguyên sơ nhất của mẹ thiên nhiên. Sun Group luôn tin tưởng rằng hợp tác với Accor Hotel không chỉ mang lại giá trị lớn lao về thương hiệu cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của mình, mà còn mang lại những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của Sun Group bám sát tiêu chí chất lượng, đẳng cấp, khác biệt và mang dấu ấn vượt thời gian. Những tiêu chí này của Sun Group đồng hành với các tiêu chí quản lý và phát triển thương hiệu của Accor Hotel. Sự cộng hưởng ấy chắc chắn sẽ mang lại những kết quả vượt trội và sự thành công cho cả hai bên.